Vâng, đấy vì cuốn video trước quý vị và các bạn đã nghe anh Dũng chia sẻ rất là hay về những cái tác phẩm quý của mình, đúng không quý vị? Đây, giới thiệu quý vị một cây sung này. Đấy, bé thôi nhưng mà nhiều quả lắm. Đó, đây. Quá nhiều quả luôn. Sai. Sai đến ngọn luôn nhá. Đây. Đây quý vị thấy không? Còn đây là cây ấy, đây là cây cây thông. Cây thông quý vị. Đây giới thiệu với quý vị nhé, một cây thông này. Cây này là cây thông Nhật nha quý vị nhé. Đấy, cây thông đen Nhật Bản. Đẹp thế. Thông đen Nhật Bản. Đây, cây thông Nhật. Cây này là cây khế này. Cây này là cây cóc. Cây cóc này. Đây quý vị. Cây cóc này đợt này tốt quá anh Dũng ạ. Cây cóc này đợt này tốt quá. Có lọc được không anh? Hay là cứ để như này để cho ra quả nhiều? Này cho ra quả nhiều, cái gắn lọc cũng được, mùa này được. Chính là lọc. Hay là lọc đi làm ấy nhỉ? Lọc đi một chút thì nó làm bonsai. Bonsai hạ xuống. Vâng, em chào anh. Cái này hạ xuống đi hay hơn anh ạ. Cắt giật đi làm ấy đẹp hơn. Cắt giật đi bonsai. Đó. Đấy, như thế hay hơn. Nuôi như này là đủ rồi đúng không? Vâng. Giờ cắt đến đây đúng không? Đấy, bây giờ cắt đi để lấy chút này. Đúng rồi. Đẩy lên là mình. Đấy, tí mày cắt lướt luôn chú nhá. Đấy, chuẩn luôn. Đấy, xong để làm bonsai đẹp hơn. Đúng rồi. Như này nhìn nó hơi sum suê. Xong rồi nó phần trên nó không tương xứng với phần dưới. Cây cóc của nó quá đẹp luôn. Đấy quý vị thấy không? Những nghệ nhân, những người làm vườn trực tiếp ở khu sinh thái Dũng Tân này. Đấy các bác đang tạo tác cây này là cây Shizu à? À, từ ngày xưa là một cái cây rất bình thường nhưng đấy phải qua đôi bàn tay nghệ thuật của các bác. Nhắm mắt nhắm mũi là để mua đấy mình. Nhắm mắt nhắm mũi. Mình nhìn thấy như lúc đầu nó để thưa này, nó nhìn cái dáng nó rất đẹp. Cái là mua về. Anh nói nào không bình thường đâu ạ. Đúng là cái này thì nó là form nó là rất đẹp rồi. Vâng. Nhưng mà ý lúc là lúc mình mới phát hiện ra, nhìn ra ở nhà người ta ấy là thế là làm đấy à, làm anh Minh làm dây như này cũng không cần phải uốn à? Ừ, anh có uốn nhưng mà đi theo dây. À, ý là ý cần... em là không uốn dây ấy. À không, không mình, không quấn à. Quấn dây vào thì nó lớn lên mình không phát hiện ra được. À ok anh, đấy, em cắt đã hiểu. Quả này thì đúng rồi. Đào ngọn đấy. Ra đằng này lên thay ngọn mới này. Trước là ngọn cũ ở đây đúng không anh? Mình chính vừa rồi đi dự triển lãm thế giới về mới lại nghĩ ra nhiều những cái việc mới mạnh tay để cắt mẹ hết đi đấy. Người ta chủ yếu là thiên về bonsai là chính thôi. Với cả nó là cây trái nữa. Đúng rồi. Cây trái. Đúng rồi xu hướng. Cây... À đây, để hàng nó vừa gửi không cho được mấy bác xem mấy cây. Chả mấy lúc mình lại không bỏ ra nên mình ngắm.
siro. Khoảng bao lâu thì dỡ được dây anh? Đây. Cái này thì nó cứ... Cây gì anh? Cây thế này nó sướng mẹ xem phê luôn ông bảo. Người mang về nhà mình ở đây sao? Nhưng mà cây này ấy à, cây này... Lê! Lê á? À? Nhưng mà nó nùn, nó rụt, nó không còn cái sẹo nào. Nhìn như quả chanh ấy nhỉ? Lê đấy! Còn lê hay nhỉ? Ừ. Nhưng mà giỏi thật. Ở Việt Nam đấy, giải vàng đây này. Giỏi, người ta chăm được ấy, người ta chăm được được quả nó đều như thế này. Nhiều quả, nhiều cây phê lắm ấy ạ, đây này. Quả đều này. Đây, này gốc, rõ chưa? Ừ. Quả này quả gì lạ thế. Ở bên đấy nó có nhiều kiểu cây lắm. Nhiều kiểu cây do cái đất ở bên đấy nữa. Nhưng lần mình đi xem cây hồng nó có quả, quy chuẩn chung nào đấy không? Có chứ nhỉ? Có. Ừ. Nó phải có một quy chuẩn để đây nó... đều giải vàng đây vừa rồi. À. Vừa rồi đây là chú mua toàn chụp toàn cây giải vàng này. Giải à. Vàng này. Đấy. Đấy. Toàn giải vàng. À, như kiểu nó xét từng dạng cây ấy để nó xếp giải tất ấy. Tất cả vừa rồi nó triển lãm 1.300 cây. À. Nhưng mà trong đó có coi là gần 300 tác phẩm giải vàng này. Đấy. Sợ nhỉ. Gần 300 tác phẩm luôn như. Đúng không? Hơn 1.000. À, nhìn cái cây này cũng thích này. Quả nó to nhưng không phải cây quả nhỏ đâu nhỉ. Vâng. Cái vấn đề là người ta làm như thế nào để ra được quả ôi nó đều giời. Như thế. Đây, nhìn cái du à. Cái này à. Là cái du ấy. Du thì Việt Nam cũng có. Vâng. À. Sam hương. Đẹp thật. Sướng. Đấy cái cây quả hôm nay á. Cây đấy ấy. Ừ. Ông Dũng lấy được cây đấy về Việt Nam thì sao không chăm được. Cái đang hỏi đây, cây này đang đấy. Đang ấy bảo ấy nè. Được cái cây này là cây trái. Sợ không làm với hậu rồi. Cây lê là Trung Quốc là xứ lạnh nhỉ? Ừ. Đúng rồi. Đài Loan này nữa thứ gì được. Thì mình ví dụ như mùa kia cho vào nhà lưới. Nó cũng là cây ưa dâm thôi. Không cần lạnh, nó cũng như kiểu thông thôi. Đây là tổ chức ở bên Trung Quốc à? À. Đấy. Anh giữa đây. Rồi em nhìn thấy rồi. Trung Quốc. Là người coi là chịu khó mua cây đi đến quốc gia nào họ cũng quý. Ăn tuyệt vời. Hả? Đá ảnh để chúng gửi về cho thợ. Gửi cho thợ nghiên cứu làm gì đó. Đúng quá này. Không phải nha, ta đi nước ngoài thấy bọn thợ bên đấy. Là thằng Lao nó cũng có một tập ảnh nó mảnh thế này này. Nó mang đi để nó ấy nó đi làm này nó cứ mang ấy. Như kiểu là đi học hỏi ấy. Rồi nhá, nó đi học tập ấy. Nó chụp một cây này. Đấy. Xong bắt đầu nó ra một cây phôi tạo tác nó cũng làm giống như cái cây. Này khả nào về ông ấy lôi hết sạch siro của ông ấy ra để ông ấy ông ấy tạo thế khác đi để bởi vì là cái này nó mất thời gian nhưng về lâu về dài là rất có giá. Vâng. Và chơi cũng thích. Vậy nó là cây trái. Bởi vì là cây này là nó đã ra trái rồi, bây giờ chỉ cần tạo thành cây nghệ thuật nữa thôi. Ừ. Là cái sẽ này là cây nó già rồi, vâng. Ra trái rồi. Sẽ rất là giá trị. Ok. Em sẽ tiếp tục đi quay vườn nhá bác nhá. Vâng. Đây, hôm bây giờ không phải 20 tháng 10 mà chị em cũng đông thật đấy. Đấy, sếp. Vâng. Hôm nay là hậu 20 tháng 10. Hôm nay là hậu của 20 tháng 10. Đấy, chuẩn luôn. Đây tôi sẽ quay qua cho quý vị và các bạn. Đây là những cái cây đây. Đấy. Hôm nay 22. Là đây là những cái cây trái. Sau khi anh ấy đi Trung Quốc về vừa thăm cái triển lãm quốc tế về là quyết định là lại một cuộc cách mạng, quý vị thấy không? Vâng. Đây quý vị ạ, những tác phẩm Tùng La Hán bắt đầu đổi sắc đấy. Đã bảo là lan tiêu là một loại hoa đấy. Đã bảo là sếp vừa bảo là đi sang bên đấy là chỉ có cây hoa cây trái thôi, là những cái cây nghệ thuật về là tất cả sẽ trở thành nghệ thuật hết. Vì ở mình là chỉ có xanh si thôi. Đi ra thế giới mới mở mang tầm mắt mới thấy được. Đấy tùng. Tùng thì nó là một cái cây chủ đạo từ ngày xưa đến giờ. Các cái cuộc triển lãm lớn bé ở thế giới thì cây tùng vẫn là cây chủ đạo. Không thể thiếu được và
cây tùng là cây mà năm nào cũng đạt giải. Đấy, năm nào cây tùng cũng đạt giải, thế mới giỏi chứ. Thì nó là cây đặc thù rồi. Thế nên khi quý vị và các bạn lên với khu sinh thái Dũng Tân đây thì quý vị và các bạn có thể choáng ngợp với cái vườn tùng mà tôi quay. Tôi quay rất nhiều các cái clip ở cái vườn tùng đó mà quý vị và các bạn xem đi xem lại không thấy chán. Đây ạ. Đây là những cái cây tùng kim cương. Bệ cây này đợt này đang bật lộc cho nên nhìn rất là mướt. Cây nào cũng bệ dễ, buồng đủ hết. Đẹp. Đúng là hôm nay là ngày hậu 20 tháng 10. Hôm nay là ngày Chủ nhật. Là rất là nhiều phái đẹp, từ già đến trẻ đến khu sinh thái Dũng Tân quay phim, chụp ảnh, check in rất nhiều. Vâng, cây sung. Đây là cây cẩm thị à. Vâng, đây thưa với quý vị và các bạn, đây là cây mộc. Đấy, cây mộc. Mộc một thời anh Dũng anh ấy mua về rất nhiều những cái cây mộc bonsai như thế này. Từ những cái cây to và anh hạ chơi bonsai. Đấy, tùng. Nguyệt quế đây. Đấy, quý vị thấy không? Hôm nay là một cái ngày phải nói là vô cùng độc đáo. Quý vị thấy những chị em phụ nữ là cứ tất bật đi ra đi vào, check in, quay phim rất là nhiều. Và một cái độc đáo nhất ở cái khu sinh thái lần này mà tôi đến đó là quý vị và các bạn có thể thấy là các cái cây hoa tường vi nó hình cái lọ lục bình này. Đó. Rất là lạ luôn. Cây này nó là một cái cây giống giống với cả bằng lăng, họ của nhà bằng lăng. Đây. Đây này, sao lại phải buộc dây vào như này mà chưa tháo được à Hằng? Tháo được rồi mà anh, có điều mình không tháo nên chứ cứ để vậy thôi. Lúc mà định hình ấy. Ừ. Đấy. Buộc cái này vào. Cho nó đỡ bị căng ra đúng không? Đấy, nó biết hết vào nhau. Ừ. Đấy là những cái vết mà người ta buộc từ bé nha quý vị. Đây, một hàng này, một dãy từ ngoài vào. Đấy quý vị thấy không ạ? Đó, từ cái chỗ xe điện này kìa, vào sâu bên trong này. Đây, tôi sẽ quay cho quý vị này. Xen lẫn ở giữa là những cây hoa bông trang đỏ. Cây này chắc là ra hoa mấy tháng trước rồi. Đấy, chắc là ra hoa mấy tháng trước. Những cây hoa tường vi họ làm kia kiểu dáng lọ lục bình. Úi dồi ôi, nhiều lắm quý vị ạ, rất nhiều luôn này, một dãy này. Tôi có bán thức ăn để phục vụ canh cho chính chăn cá là có 10.000 đồng hộp thôi. Đây quý vị ạ, một dãy. Đây tôi sẽ đi về cuối dãy cho quý vị thấy nhá. Đấy là những cái điểm mới, điểm độc đáo. Trước thì chỉ có cái hàng nguyệt quế kia thôi. Hàng nguyệt quế thì nói chung là mùa nào thứ đấy, đến cái mùa hoa nguyệt quế nó nở thì quý du khách đi theo cái con đường này ngắm rất nhiều hoa. Đến mùa hoa tường vi nở thì quý vị lại ngắm được. Đây. Đấy, chạy mướt về đầu kia.